Anh Đông ơi, chia sẻ về sự khác nhau của các chất tóc mà khi uốn đi ạ, thời gian để thuốc như thế nào anh? Thì nhân cái câu hỏi của bạn này, mình cũng xin chia sẻ được cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm ít ỏi của mình cho anh em tham khảo thêm nhá. Thì cơ bản chúng ta sẽ có ba cái loại chất tóc, một là tóc tơ mảnh đấy, sợi bé đấy, hai nó loại vừa vừa giống như mình này, tức là không bé mà không to. Ba là loại dễ che, tức là sợi to. Dễ che thì thường thường nó sẽ có hai loại, một loại là dễ che nhưng mà tóc lại thẳng lại mượt, loại thứ hai là dễ che nhưng mà nó hơi bông bông, hơi xoăn xoăn nhẹ đấy và dày đấy. Thì về cơ bản cái chất tóc ở giữa, tức là cái chất tóc thứ hai ấy, thì nó dễ rồi, không khó đâu, anh em uốn vài lần là anh em quen ngay, tức là cái loại đấy thì nó dễ rồi, không không khó. Cái loại mà mình phải đau đầu nhất là cái loại thứ nhất và cái loại thứ ba, tức là loại loại tóc tơ mảnh ấy. Đối với tóc tơ mảnh nhé, đối với tóc tơ mảnh thì ví dụ như anh em muốn những cái chất tóc thứ hai như thế này này, ví dụ như anh em hay đi lô 22 đúng không, 24 gì đấy, thì anh em phải sử dụng cái lô nó bé hơn một chút để áp dụng vào những chất tóc tơ mảnh, bởi vì những chất tóc như này nó rất là dễ rão thuốc, nó rất là dễ nhanh phá form, nhanh bị duỗi. Nếu như anh em muốn sai pass, muốn những kiểu bồng bềnh mà nó chỉ cần hơi hơi một chút thôi, thì anh em phải đối với chất tóc tơ mảnh anh em phải uốn nó nhiều hơn một tí, uốn nó xoăn nhiều hơn một chút để về nhà người ta còn chơi được một thời gian cũng như là giữ được cái form lâu hơn một tí nhá. Đấy, còn về cái chất tóc thứ ba ấy, thì cái chất tóc này lại ngược với lại cái chất tóc tơ mảnh kia. Chất tóc này nó giữ form rất là nhanh và giữ form được rất là lâu đấy, cho nên tình trạng anh em nếu mà uốn mà anh em không để ý là rất dễ bị xoăn nhiều hơn cái mức mình mong muốn đúng không. Đấy, thì đối với chất tóc này thì anh em nên sử dụng lô to hơn một chút, và thời gian thì ví dụ như sử dụng lô bình thường ấy, thì thời gian có thể ngắn hơn, phải kiểm tra thường xuyên. Còn đối với chất tóc còn với đối với sử dụng lô to ấy, thì anh em cứ uốn theo cái quy định của nhà sản xuất hãng thuốc. Về cơ bản nó là như thế. Nếu mà chất tóc dễ che mà dày quá ấy, thì phải tỉa bớt đi trước khi uốn nhé, đừng để dày mà uốn uốn xong nó nhiều lắm đấy. Về còn về một cái nữa mà mình chia sẻ anh em ấy, thường thường uốn tóc nam ấy, thường thường người ta sẽ sử dụng uốn lạnh đúng không. Uốn lạnh thường thường sẽ có hai loại là dạng nước và dạng kem. Về dạng kem ấy thì theo mình đánh giá là nó nhẹ, tức là cái mức độ kiểm soát mình có thể kiểm soát được đấy, nó nhẹ hơn. Còn cái dạng nước ấy nó rất là khỏe, rất là mạnh đấy, cho nên là anh em phải lưu ý nhá. Cái thuốc dạng nước ấy mình để ý là cái dạng đấy nó rất là khỏe, rất là mạnh đấy, tức là anh em để tóc ướt uống và sau đó anh em mới tra thuốc đấy, cái dạng đấy thì thường nó bị khỏe hơn rất là nhiều, chính vì thế mà anh em gần được mức thời gian anh em phải kiểm tra. Còn đối với dạng kem là tức là anh em bôi và sau đó là anh em mới liên trục ấy đấy, thì dạng này thì nó dễ kiểm soát hơn một chút đấy. Thì đấy, trên đấy là những cái chia sẻ mà mình chia sẻ đến anh em, cũng như là cái sản phẩm mình đang sử dụng, mình đã sử dụng khá là nhiều rồi, những cái loại sản phẩm khác nhau rồi đấy. Thì anh em cần tư vấn về những cái sản phẩm uốn thì có thể inbox Zalo cho mình, hoặc là tư vấn về kiểu tóc thì cứ inbox Zalo cho mình nhé. Cảm ơn anh em.